Và mọi người có bao giờ đặt ra một câu hỏi đó là nồng độ retinol bao nhiêu thì nó mới có thể giúp làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cũng như là tăng độ sáng cho làn da không? Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề lại liên quan tới retinol tiếp, đó là cách lựa chọn nồng độ retinol thích hợp. Và mọi người có bao giờ đặt ra một câu hỏi đó là nồng độ retinol bao nhiêu thì nó mới có thể giúp làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cũng như là tăng độ sáng cho làn da không? Thì đối với mình thì mình tìm hiểu những cái điều này rất là nhiều, tại vì khách của mình họ thường rất là băn khoăn, không có biết là nên chọn retinol nồng độ bao nhiêu để mà điều trị được những cái tình trạng da của họ. Cho nên là mình đã tìm hiểu, mình nghiên cứu rất nhiều để mình có thể tư vấn cho họ cũng như là trả lời được cái câu hỏi này, và từ đó thì mình mới có nội dung chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Và trước khi mà chia sẻ nội dung này mình đã nghiên cứu, đọc sách, tìm hiểu như là sách của bác sĩ Zein Obagi, cũng như là tìm hiểu về cấu tạo da người của sinh học ngày xưa mọi người. Cho nên là những điều mình nói sau đây sẽ là những cái kiến thức có cơ sở, chứ không phải là mình nói năng sầm bậy đâu nha mọi người nha. Và ok, mình sẽ đi vào vấn đề ngày hôm nay, đó là làm sao để lựa chọn nồng độ phù hợp với từng vấn đề của da. Vậy ok, để xác định cái nồng độ cần thiết cho da của mình thì trước tiên mọi người phải biết được là cái vấn đề da của mình là gì, là thứ nhất, và những cái vấn đề da đó nó nằm ở đâu, những cái vị trí nào ở trong cái da của mình. Thì mình sẽ nói ngắn gọn một xíu kiến thức về da cho mọi người dễ hiểu hơn nha. Đó là da của mình nó sẽ có cấu tạo là 3 lớp, nó gồm có lớp biểu bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Thì cái lớp biểu bì này là cái lớp mà nhìn thấy của da, cái lớp này nè, mọi người có thể chạm sờ nắng được nè mọi người Và cái lớp biểu bì này nó sẽ có những cái vấn đề về da như là cái độ mịn nè, độ mềm của da, độ dày của da cũng như là cái màu sắc của da nó sẽ quyết định. Và tiếp theo đó là cái hàng rào bảo vệ da của mình, đó là như cái này là cái hàng rào bảo vệ da của mình này, nó sẽ đương đầu với những cái tác động đầu tiên trước khi mà nó xâm nhập vào bên trong. Thì tiếp theo đó là cái lớp thứ hai, đó là lớp trung bì. Thì ở đây nó sẽ bao gồm các cái vấn đề của da như là lão hóa da, về nếp nhăn nè, về sự căng, sự kiểu như là sự đàn hồi của da. Thì ở đó nó sẽ có những vấn đề về lão hóa cho da, tại vì ở đây nó sẽ chứa ba cái thành phần quan trọng cho làn da của mình. Thứ nhất đó là collagen, thứ hai đó là sợi elastin, và thứ ba đó là hyaluronic acid là HA đó mọi người, là cái thành phần mà nó luôn có trong những cái sản phẩm mà dưỡng ẩm, cấp nước cho da đó. Thì ở cái lớp này nó sẽ sản sinh ra cái thành phần này để nó làm cho da đủ nước, căng mọng lên, cho nên là nó sẽ liên quan tới cái việc là chống lão hóa, chống nếp nhăn đó. Và tiếp theo ở cái tầng này thì nó sẽ có là cái tuyến mồ hôi và cái tuyến nhờn, cho nên là cái vấn đề mụn nó cũng sẽ nằm ở cái lớp trung bì này nha mọi người. Và cái lớp hạ bì thì là một cái lớp bao gồm mô mỡ, là mỡ dưới đó nhiều, cho nên là cái vấn đề này mình sẽ chỉ nói tới cái lớp trung bì và cái lớp biểu bì là cái lớp trên cùng thôi. Còn cái lớp hạ bì thì nó không có quá nhiều cái vấn đề về da của mình. Và ok, mình đã giải thích là các cái vấn đề của da của mình nó đã nằm ở từng cái vị trí nào trong cái cấu tạo làn da. Và bây giờ mình sẽ nói vào cái nồng độ tác động của retinol vào da của mình nha. Thì để mà sử dụng retinol hiệu quả cho da là nó sẽ có hai cái yếu tố, thứ nhất đó là cái nồng độ và thứ hai đó là cái tần suất. Thì khi mà mọi người sử dụng nồng độ cao, càng cao thì nó sẽ tác động càng mạnh và càng sâu dưới cái lớp da của mình, và cái tần suất mà càng cao nữa thì những cái kích ứng, những cái hiệu quả nó sẽ tới nhanh hơn. Còn ví dụ như mọi người sử dụng retinol thấp hơn thì là nó sẽ chỉ hoạt động ở đâu đó trên đây thôi, có nghĩa là nó sẽ có cái phạm vi hoạt động nhất định. Cho nên là nó mới phải chia ra là vì sao phải dùng 0.5 và vì sao phải dùng 1% đó mọi người. Tiếp theo, vấn đề quan trọng nhất ở cái câu hỏi mà mình đặt ra là với nồng độ bao nhiêu để có thể là làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cũng như là làm sáng da, thì mình sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là cái nhóm mà làm sáng da cũng như là làm mịn, làm mềm và tăng cái sức khỏe làn da, cái hàng rào bảo vệ da, cái lớp da của mình nó được chắc chắn, dày hơn đó mọi người. Thì đó sẽ là nhóm thứ nhất. Thì ở cái nhóm này thì nên sử dụng là retinol 0.5% tương đương với lại retinoin là 0.025%. Thì ở cái mức này nó sẽ hoạt động ở trên cái lớp biểu bì của da, là cái lớp ngoài cùng của da, là nó sẽ tác động vào cái việc là làm mềm da, làm mịn da cũng như là tăng cái độ ẩm tự nhiên cho da. Là vì sao? Là vì khi mà retinol nó tác động vào cái lớp đó của da thì nó sẽ đồng thời là nó lấy đi những cái lớp sừng già ở trên da, sửa chữa cái sừng đó, có nghĩa là những tế bào sừng nào mà còn có thể hoạt động được thì nó sẽ sửa chữa, còn không thì nó sẽ bong lớp sừng già đó đi để da được mịn. Đồng thời nó sẽ sản sinh những cái tế bào mới ở cái lớp ở dưới để mà nó vừa sản sinh và nó vừa lấy đi những cái tế bào chết, thì có nghĩa là nó vừa làm mịn da mà nó vừa tăng sinh ra cái tế bào đó nữa, cho nên là da của mình nó sẽ càng ngày càng khỏe mạnh và nó sẽ được gọi là làm lặp lại cái hàng rào, nó làm cho cái hàng rào chức năng trên da của mình kiểu vững chắc hơn á, tại vì cái vòng lặp đó nó sẽ diễn ra là tăng sinh tế bào mới và lấy đi tế bào chết, cho nên là khi mà nó tác động vào đó thì da của mọi người sẽ được mềm, mịn và dày hơn, có nghĩa là chắc khỏe hơn. Cũng như là cái việc làm sáng cho da thì vì sao? Có nghĩa là ở cái lớp biểu bì này của da nó sẽ bao gồm cái sắc tố melanin, nó hoạt động để mà nó tạo ra cái màu sắc cho làn da của mình, thì nó nằm cái lớp melanin này nè, nó sẽ nằm ở cuối cái lớp biểu bì. Cái lớp biểu bì nó gì đây đúng không, thì cái melanin nó sẽ nằm ở đây, thì nó sẽ hoạt động để mà nó làm tạo ra cái màu sắc cho da của mình. Thì khi mà cái retinol của mình nó hoạt động ở cái lớp này thì đương nhiên là nó cũng sẽ tác động vào cái melanin này để mà nó làm sáng da, cải thiện cái màu sắc da của mình. Và đó, cho nên là cái nhóm da này mọi người sẽ sử dụng cái retinol 0.5% là có thể cải thiện được những cái vấn đề là như mình hồi nãy mình vừa liệt kê. Còn với cái nhóm thứ hai, đó là mọi người muốn giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da, thì mình nên sử dụng là retinol 1.0 tương đương với lại là tretinoin 0.05% cho tới 0.1%. thì tại vì là tretinoin nó gấp 20 lần retinol, thì cái vấn đề này mình nghĩ là nhiều người chia sẻ rồi, cho nên mình chỉ nói sơ qua, lướt nhẹ qua thôi nha mọi người nha. Và vì sao mà nó tác động để mà làm giảm nếp nhăn ở đây, thì như mình đã nói thì cái lớp trung bì này nó bao gồm những cái vấn đề về chống lão hóa cho da, thì khi mà retinol nó hoạt động tới cái lớp này nó sẽ giúp tăng sinh collagen, nó sẽ giúp tăng sinh HA là hyaluronic acid, thì da mình nó sẽ được bổ sung collagen nè, bổ sung nước lên, thì nó sẽ giảm nếp nhăn và nó làm tăng độ đàn hồi. Với lại á, về cái độ làm sáng da nữa, thì như lúc nãy mình nói á, thì cái lớp melanin nó nằm ở khúc này của cái lớp biểu bì, thì nó sẽ là cái nơi bắt đầu của cái lớp trung bì, thì là giống như là nó đang nằm ráp ranh đúng không mọi người. Thì khi mà retinol 0.5 nó hoạt động ở trên này, nó hoạt động ở đây, thì mình ví dụ cho mọi người như trong một cái lớp học đi, thì cái ở đây là cái bàn cuối cùng, ở đây là cái bàn đầu tiên, thì có phải là nếu mà retinol 0.5 nó đi vào cái lớp này thì nó sẽ hoạt động tốt nhất ở cái khúc trên này không, cái khúc cái bàn đầu tiên. Thì cũng giống như là một cái lớp học mà cô giáo nói to thì là cái người trên này sẽ là người nghe rõ nhất, còn người dưới đây là người sẽ nghe yếu nhất, thì mình nghĩ là retinol 0.5 nó hoạt động ở trên này thì cái phần dưới đây nó cũng sẽ gọi là cải thiện cái độ sáng da một cái nhất định thôi, chứ nó không thể nào mà nó nghe rõ, nghe to như là cái bàn đầu tiên được hết, có nghĩa là nó sẽ cái tác dụng của nó sẽ không có quá nhiều để mà về làm sáng da. Cho nên khi mà mọi người sử dụng nồng độ là retinol 1.0 đi, thì cái việc sáng da này mình nghĩ nó sẽ cải thiện nhiều hơn, tại vì 1.0 này nó sẽ đi xuống lớp da này nữa, thì nó đi qua cái này luôn, thì nó cũng sẽ tác động, và cái vấn đề là cái melanin ở đây nó cũng sẽ tác động được nhiều hơn so với là cái 0.5. Mọi người hiểu không? Và ok, với cái nhóm thứ hai này, nếu mọi người vừa muốn giảm nếp nhăn mà vừa muốn tăng độ đàn hồi cũng như là muốn làm sáng da, thì mọi người có thể sử dụng retinol 1.0 để mà nó tác động vào sâu và tác động vào nhiều cái vấn đề trên da mình nhất có thể. Và như mình nói thì retinol nó hiệu quả hay không là dựa vào cái nồng độ và tần suất của nó nữa nha mọi người, cho nên là nếu mọi người có sử dụng một cái retinol 1.0 mà một tuần chỉ sử dụng khoảng 1-2 lần thì nó cũng có thể là sẽ không có đạt hiệu quả tối đa, cũng như là không có điều trị được tối đa cái vấn đề của mọi người, mà nó phụ thuộc vào cái tần suất mà mọi người sử dụng nữa. Và đối với retinol thì mọi người nếu mà sử dụng mà có thành phần dưỡng ẩm kèm theo thì nó sẽ giảm tác dụng của retinol, cho nên là nếu mà mọi người sử dụng như là mix hoặc là kẹp với dưỡng ẩm thì cái hiệu quả trên da của mình nó sẽ cũng không có đáng kể, có nghĩa là không tối đa nhất đó mọi người. Cho nên mọi người cân nhắc cái việc sử dụng với kem dưỡng, hoặc là có thể tham khảo cái video này về phương pháp sử dụng retinol của mình. Và đó là nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Mình mong nó sẽ là cơ sở để mọi người có thể lựa chọn được cái nồng độ retinol phù hợp và cái vấn đề cho da của mình, cũng như là điều trị về những cái vấn đề cho da của mình hiệu quả nhất.